Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 1 tháng 6, bây giờ là đã là 10 giờ rồi nha. Mình đang ở ngay cái cầu Lê Văn Sĩ đó, phía bên tay 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 phải chết chết đó là chùa chùa Pháp Hoa nha các bạn. Nó chùa Pháp Hoa rất là nhìn đó, chùa Pháp Hoa đó. Chùa Pháp Hoa. Nơi này rất là gọi là gì ta, rất là yên bình, nhìn thấy rất là yên bình không, ngay phía trước là bờ sông đó, nhưng mà nhìn cái cảnh nó cũng buồn buồn. Để mình quay cho các bạn nghe đó. Đó, đây là chùa Pháp Hoa. Chùa Pháp Hoa nằm ở ngay chân cầu Lê Văn Sĩ, ở phía trước là kinh Nhiêu Lộc, dòng kinh Vẫn. Ở ngay cái khúc này là cái khúc mà cái lững lờ nha, coi như nó ít có chạy lắm á, nó chạy nên là ở đây á, là phía trước là rất là mát ha. Phía trước có một hàng tre rất là mát luôn. Thấy coi có lúc mà không có dịch đó là có những người ta sẽ ngồi đó rất là mát nha. Mà hôm nay chùa chì này kia là cũng đóng cửa hết trơn để mà chung tay phòng chống dịch. Cái dòng sông này, cái chỗ này nó rộng nè, rồi là mấy cái ngày rằm này kia đó là người ta rất là hay kiểu như phóng sanh những con cá này kia đó, người ta đem ra đây nè các bạn. Đó, đây là chùa Pháp Hoa. Rồi bây giờ mình đang ở đường Trường Sa các bạn, Hoàng Sa, trên đường Hoàng Sa. Bây giờ đã 10 giờ rồi, nắng đã lên rồi nha, nắng đã lên rồi. Nhưng mà trên đường thì rất là vắng vẻ. Hôm nay là ngày thứ hai của giãn cách xã hội. Mình hôm nay cũng phải đi làm nhưng mà cũng rảnh rỗi á, cũng sắp xếp được rồi chở cho thằng này, nó thuộc vào là tuổi thiếu nhi, cho nó đi một vòng. Rồi bây giờ mình sẽ đi mình sẽ đi một vòng nha, một vòng bên đây là đường Hoàng Sa, rồi xong mình sẽ đi tới cầu Kiệu rồi mình quay đầu về đường Trường Sang các bạn, đi một vòng luôn cho các bạn theo dõi cái ngày hôm nay. Là đường phố rất là vắng, thấy nó cũng buồn buồn làm sao á, thấy cả thế giới này nó buồn buồn làm sao á, đúng không? Nhưng là những cái người mà ở nước ngoài á, mà muốn về thăm quê á, thì cũng về không có được, muốn đi thì cũng đi không được. Rồi tội cho những cái hàng quán rồi phải đóng cửa, rồi chi phí đủ thứ hết trơn. Thì rất có nhiều người đã có những suy nghĩ khác nha các bạn. Có thể họ sẽ về quê, họ về quê có gì ăn nấy, về quê có nhà mình, khỏi phải thuê nhà. Rồi nói chung là dịch này nó làm cho con người ta đảo lộn hết trơn luôn. Rồi có những cái doanh nghiệp lớn hơn, nhưng mà về du lịch nè, về những cái dịch vụ xe cộ này kia đó, xe này kia ráp, rồi là xe mà đi du lịch, rồi là những cái xe khách á, hầu như là đứng toàn bộ luôn nha. Đó, bây giờ mình vừa chạy vừa nghe nhạc nghe, các bạn cùng nghe nhạc nghe, rồi đoạn đường sẽ các bạn quan sát trên màn hình đi, thấy rất là vắng, rất là buồn. Phía trước mình là cầu này, là cầu Nguyễn Nhân Chổi nha các bạn. Cái cầu này á, là chỉ có xe du lịch 7 chỗ đi được thôi, xe mà xe tải là đi không có được. Có mấy lần xe tải đi ngang đây nè, rồi không biết là tài xế mắt nhắm mắt mở sao đó, lâu lâu cái gặp xe tải đụng vô thành cầu, trời ơi ai thiệt hại hơn. Nguyên cái thành cầu bằng bê ra, bằng sắt nặng bự cứng, rồi cái cầu thì bằng xi măng, vậy mà đụng vô cái banh chành chiếc xe luôn nha. Rồi nghe nhạc nha các bạn. Bây giờ phía trước mình á là cầu gì ta, cầu Kiệu.
đường vắng quá, trời thì rất là khắc nghiệt, rất là nắng. Cầu Kiệu bên này là có bên tay phải, bên tay phải mình quẹo lên, mình lên cầu, mình quay đầu về. Đây là đường bên phải là đường Hai Bà Trưng, bên trái là cầu Kiệu nha. Cái cầu này nó nối giữa quận một và quận Phú Nhuận, quận hay quận ba không biết nữa. Đó, trên chuyến xe hành trình này mình không có đi đơn độc nha, có một thằng bé, nó đại diện cho những đứa bé thiếu nhi. Vừa xuống cầu ở đây quận mấy Phú Nhuận nha các bạn, nó nối giữa quận 1 và quận Phú Nhuận. Dưới cầu đây là có cái một đường rẽ bên tay trái, nó sẽ qua lại bờ kinh là bên Trường Sa, bên kia là Hoàng Sa, bên đây là Trường Sa. Những người nào mà đang đi giờ này là toàn là có những công việc cụ thể luôn nha các bạn. Có công việc người ta mới ra, còn thôi người ta ở nhà. Cầu Công Lý không nè, cầu Công Lý ha. Đường rất là dáng dẻ nha các bạn. Đó, phía bên phải là cái bến tàu du lịch của cái dòng sông này. Đời vừa sinh cho những ân cần, trôi qua tim đầm ấm, cho xôn xao qua giấc mơ, dấy lên đôi vần thơ, ngực trầm sinh cho tiếng trái tim, vang vọng vào đời trói trang, cho nắng tắt, cho trăng dầm lên, cho vừa đôi chân em đến. Này em ngoan ơi, nói câu tình, cho thân ta tái sinh, cứ nói khẽ thôi, là khiến ta vui rồi. Phía trước mình là đường Lê Văn Sĩ. Qua đường tới đường Trường Sa là chỗ này là một chiều thôi nha các bạn, một chiều tới tuốt tới
cuối bờ kinh luôn á, cuối bờ kinh quận Tân Bình luôn. Đó, cái bờ kinh này nó dài từ từ đường Nguyễn Hữu Cảnh á, từ cái sông lớn đường Nguyễn Hữu Cảnh tới đây. Có nhiều bạn là tới đây không biết con sông này nó tới đâu, hãy thử đi, đi thử đi hết đường này đi, có mấy cây số thôi là sẽ thấy tận cùng của con sông, của con kinh Nhiêu Lộc. Con kinh này là một cái con kinh nó sẽ ngang những cái quận của thành phố đó. Là con kinh này là cũng thuộc loại lớn ấy, nghe các bạn, theo mình nghĩ chắc nó lớn nhất quá. Đó, nếu mà ai mà thích đi dạo mát này kia đó thì buổi tối đó lấy xe Honda đó chạy một vòng hết bờ kinh này để trải nghiệm, để biết là bờ kinh này nó sẽ đi tới đâu. Đó, thì theo mình, theo cái video này thì mình nói là nó cách cái ngay cái cầu Lê Văn Sĩ đó là đi xuống khoảng chừng trên dưới 2 cây mấy 3 cây là nó sẽ hết, nó sẽ là một cuối con kinh rồi. Thôi mình xin kết thúc video tại đây nghe. Chúc các bạn có một buổi trưa thật là êm đềm, thật là ấm áp. Những người nào mà đang ở nhà chống dịch thì có một bữa ăn ngon. Nói chung là ai cũng có một bữa ăn ngon, rồi là sẽ ngủ một giấc trưa cho nó sảng khoái. Nếu mà ở nhà thì mình sẽ tìm những giải trí trên YouTube hoặc là trên TV gì đó. Còn các bạn đi làm thì cũng phải đi làm thật là hiệu quả nghe, và thật là lạc quan yêu đời. Như bác Nguyễn Minh Triết đã từng nói, sống vui vẻ, lạc quan yêu đời, chết nhanh, ít tài sản, nhiều người thương mến. Đó, mình cứ bám theo cái câu đó của bác Nguyễn Minh Triết mà sống nha các bạn, thì thấy cuộc sống nó sẽ yên bình, nó sẽ dễ tìm được yên bình hơn. Còn như mà mình là ước mơ lớn quá, sân si nhiều quá thì tâm hồn mình sẽ bị xáo trộn, sẽ không được yên bình nghe. Bye bye, xin chào tạm biệt.